Này này cô em chớ buồn, trời làm ra em sẽ cho thêm điều may. Này này cô em chớ lo, để thì thiên thang sẽ cho tiền vui mang về. Trời mà chưa vui vẫn tiên trời, buồn giàu hôm nay sẽ tươi cười ngày mai. Đời còn bao nhiêu nắng xanh, thì còn xoay nghiêng tóc em xanh, rất xanh mùa xuân trong mắt. Dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Này này cô em cứ tươi cười, mỗi ngày chưa vui sẽ thêm trăm ngày. Trời đến cho em đó thôi, đời làm ra hoa rất thơm cho em đây này. Lòng người không ai vẫn tin người, bạn bè xung quanh vẫn thương em kia em. Còn nhiều không gian ước mơ, còn nhiều con tim rất ngây thơ về bên em đây. Dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Em chào hai chị. Chào chị. Trời sao nhìn thấy ghét quá chị. Chị thử tưởng tượng coi, nếu như chị đá cái đít bự của nó thì nó sẽ sao? Quay lại, quay lại. Chị Sâm ơi. Chị Sâm. Trời ơi, đúng là quýt làm cam chịu. Chỉ vì cái con ranh người mẫu hạng bét mà tôi phải khổ như vậy nè. Chuyện gì vậy? Trời ơi, bắt bà đi cầu thang bộ không mà bà vậy đó. Chị Sâm, em cần các số dư ở các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng Continental. Nè, cầm đi. Rồi, cảm ơn chị. Chết tới nơi rồi, ngân hàng đang dí. Anh để em thu lượng cho. Alo, anh Định hả? Vâng ạ. Lâu quá em không gặp anh. Anh có khỏe không? Ồ anh ạ, em thấy hôm trước anh trên TV á, trong ngày lễ tôn vinh các doanh nhân á, bài phát biểu của anh thật ấn tượng à. À anh này, hôm trước em đã thư chuyện với anh, nói là nếu ngân hàng anh cho công ty em vay một khoản thì tụi em sẽ hoàn trả đầy đủ trong vòng 10 ngày đó anh. Đúng rồi anh ạ. Em hứa với anh là danh dự là em sẽ trả cho anh mà. Của ai á? Của em chứ của ai nữa. Vâng. Vâng ạ. Được ạ anh. Em chỉ biết nói cảm ơn anh thôi ạ. Dạ. Vâng ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Chào anh ạ. Dạ. Chúng ta có thể trả lương trong ngày hôm nay anh ạ. Trả cho Đặng Dương với ba mẹ anh trước. Điều này quan trọng hơn trả lương cho nhân viên. Em biết không, nếu đến thời hạn mà chúng ta chưa thấy chuyển tiền á, thì họ sẽ nghi ngờ, nghĩ rằng chúng ta có điều gì đó bất thường. Anh à, không lẽ chuyện đó quan trọng với họ như vậy sao ạ? Sao em hỏi vậy? Quan trọng sao không quan trọng? Ba anh rồi chị anh, họ sống nhờ thu nhập của công ty. Rồi còn gia đình vợ tương lai của anh nữa. Từ Đặng Dương cho đến chị Quyền Thư kính yêu, họ không bỏ sót một xu nào hết trơn. Lúc nào họ cũng soi mói về đủ thứ chuyện. Anh Đông, giám đốc ngân hàng Đại Tây Dương đang chờ anh ở đầu dưới bên kia. Họ nói muốn nói chuyện với anh ạ. Tại sao nói tôi có mặt ở công ty chi? Dạ, tại anh đâu có dặn em. Với lại họ điện thoại bằng số máy nội bộ. Nói tôi không có ở công ty. Anh ạ, không từ chối họ được đâu ạ. Câu chuyện cuộc gọi vào số máy này tôi sẽ nói chuyện với họ. Anh Đông, em nghĩ là anh nên nghe. Cô nghe tôi nói không? Hả? Cô hiểu tôi nói không? Không cần cô dạy tôi. Chỉ cần cô làm một cái động tác là bấm máy chuyển vô đây cho tôi. Vâng.
Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả? Ngân hàng họ đua nhau họ gọi kìa. Dự mới vừa thương lượng với Continental, họ cho chúng ta ứng tiền để trả lương nhân viên. Đó. Đại Tài Dương đó, nghe đi. Bây giờ chúng ta nợ tùm lum á, nợ tín dụng, nợ như chúa chỏm vậy. Anh yên tâm đi, để nói chuyện cho họ. Alo. Anh Tân hả? Lâu quá không gặp anh ạ. Chị và cháu có khỏe không anh hả? Còn anh, hỏi phải hỏi thăm sức khỏe của anh làm gì? Giọng nói của anh có nội lực của một chàng trai trẻ mà. Vâng. Chuyện phạt vì trả nợ chậm hả anh? Em xin lỗi anh ạ. Phòng kế hoạch của em có sai sót rồi anh ạ. Nhưng em hứa là 21 này sẽ hoàn trả đầy đủ cho anh được không ạ? Vâng ạ, em hứa ạ. Em có bao giờ thất hứa với anh đâu, đúng không anh hả? Trả khoản chi trội trong ngày đó luôn à? Vâng ạ, em sẽ trả anh ạ. Em biết, nói chuyện với sếp trực tiếp thì tốt hơn anh ạ. Nhưng mà anh biết mà, anh ăn đông bận túi bụi cho bộ sưu tập mới đấy anh ạ. Thật hả anh? Anh sẽ cho tụi em chi trả chậm hả anh? Em chỉ biết nói cảm ơn và xin lỗi anh thôi à. Vâng ạ, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Vâng ạ. Em đã thuyết phục, họ không thúc mình nữa anh à. Mà, em hứa với họ có nghiêm túc không? Tới thời hạn tiền đâu trả? Hoàn toàn nghiêm túc đấy anh ạ. Nhưng khoản thanh toán đó phụ thuộc vào kết quả của bộ sưu tập mới ạ. Em cũng đã nói với các nhà cung cấp và các ngân hàng nữa. Họ sẽ cho mình thêm một thời gian nữa ạ. Hùng Long hứa là hôm nay sẽ cho chúng ta xem các mẫu thiết kế. Anh cũng gây áp lực với hắn đi, nó đúng hẹn giùm. Chúng ta còn lập chi phí cho bạn dự toán nữa, về mua vật liệu như thế nào nữa. Nhưng mà chúng ta lấy tiền đâu ra mà mua nguyên vật liệu? Em đã nói chuyện với hai ngân hàng rồi, họ đã sẵn sàng cho mình vay. Chỉ có là mình còn quyết định nguyên liệu là gì thôi ạ. Và em còn nghĩ là mình cần phải nói chuyện với bên cung cấp là về phương thức thanh toán nữa ạ. Để em nghe, em trả lời cho ạ. Alo. Rồi, tốt rồi. Các cô đừng quên là hôm nay tôi phải nộp đấy nhá. Anh Hùng Long. Ừ. Cái con bé cũng tham gia trình diễn với tụi em sao? Hẹn tép riêu. Chán thiệt. Cô ấy chỉ là người mẫu tạm thời thôi, không có gì phải bàn luận cả. Tôi đã nói với cô ấy rồi là sẽ không bao giờ được trình diễn với các cô trước công chúng cả. Rõ chưa? Cô chỉ là người mẫu tạm thời thôi mà. Chắc không đó anh. Chắc. Mà thôi này, cô mặc bộ ly cô và tôi xem nào. Chị có biết ai tham gia cuộc tổng duyệt của các người mẫu không? Bí mật nội bộ hả chị? Cô hỏi nhiều quá à. Quay vào đây coi. Chị lát đi ăn với em nha. Em muốn nói chuyện với chị nhiều hơn. Mình làm việc chung mà, cho hiểu nhau hả chị ha. Có gì chị chỉ dạy cho em nha. Tự nhiên gặp chị em mến chị quá ha. Bây giờ việc trước mắt á là em lại hỏi Hùng Lâm cái bộ đồ này vừa không? Có cần phải sửa gì thêm không? Xin chào các người đẹp. Chào anh. Chào chị Tâm. Dạ. Chị Tâm khỏe chứ? Dạ cảm ơn anh, tôi cũng khỏe. Anh Mạnh ơi đừng có làm phiền tôi nhá. Đừng có giở trò gì ra ở đây. Mà ai làm gì anh mà cứ nhảy dựng ngược như một kiến lửa đốt như thế nhỉ? Tôi chỉ tiện ghé đây qua thăm bác Tâm và ngắm em chân dài này chút thôi. Mà cái công ty này cũng dở hơi hết cả rồi. Ông An Đông thì phải uống thuốc đau tim. Vì sợ rằng nhà thiết kế danh tiếng Hùng Long chỉ còn nói phét, không thể hoàn thành được bộ sưu tập trong ngày hôm nay đâu. Tôi sắp hoàn thành rồi. Anh nói với ngài giám đốc quỷ tha ma bắt ấy, là tôi sẽ nộp trong ngày hôm nay đầy đủ, đủ các mẫu được chưa? Nói là thằng Hùng Long này đã nói gì là giữ lời hứa. Anh nói thêm hộ tôi một câu nữa là tôi ghét ông lắm. Tôi rất ghét ngài giám đốc của chúng tôi. Và đừng có rơi vào tầm nhìn của tôi. Hãy đứng xa ra, tầm nhìn xa trên 10 km. Chào cậu, anh Đông đến chưa nhỉ? Ủa Mai Lan à, anh Đông đến rồi đấy. Từ 6 giờ sáng, đang phát cuồng lên trong văn phòng kia kìa. 6 giờ sáng? Ừ. Hôm nay cậu có hẹn à? Không, sao cậu lại nghĩ vậy? Vì từ trước giờ tôi để ý cứ mỗi khi nào mà cậu mặc bộ đồ này là y như rằng đi chơi với một anh chàng nào đó. Ôi trời, chả lẽ ai cũng biết như vậy à? Vấn đề ở chỗ là mình không có tiền để mua quần áo mới nữa. Và đây là bộ đồ giá trị nhất mình có thể mặc. Cậu thấy chưa? Cứ nghèo thì lại đi đôi với hèn. Ngày mai mình sẽ được lãnh lương. Nhưng mình thì đang phát hùng lên với tất cả các khoản nợ.
và còn phải mua cả quần áo mới nữa. Này, hay mai cậu đi mua quần áo với mình nhá. Mai cậu lĩnh lương đúng không? Nhớ đừng quên trả nợ mình nhá. Ê Mai Lan, cậu đòi nợ mình đấy à? Cậu đâu có túng thiếu như mình đâu. Thế cậu muốn mình làm gì? Cho cậu tiền tiếp à? Không phải, nhưng cho mình nợ thêm một thời gian nữa rồi mình sẽ trả. Mình còn phải trả bao nhiêu khoản nợ, phải mua quần mua áo. Cậu có thể mua quần áo của công ty sau đó ghi vào sổ nợ. Không Mai Lan, anh Hùng Long thiết kế đồ thì đẹp thật, nhưng mà bị là hàng ngàn bộ đồ giống hệt như nhau, mới bước ra ngoài đường là bị đụng hàng rồi. Mà cậu thì biết là mình không thích đồ bị đụng hàng, mình thích đồ độc. Cũng như cậu á, có bao giờ cậu mặc đồ của công ty đâu cơ chứ. Đó là việc của tớ, còn việc của cậu là ngày mai trả nợ cho mình nhá. Chị có thấy con tóc nối nó mặc cái gì không? Biết rồi. Chị có đem theo bộ đó không đó? Chị để trong giỏ nè. Nào, có thế chứ. Fan này thì thiên hạ sẽ vô cùng lác mắt vì thiên tài Hùng Long cho mà xem. Này chị Tâm, chị điện thoại ngay cho lão giám đốc điên rồ ấy, là sau 5 phút nữa tôi cho phép vào đây để ngắm nhìn những công trình nghệ thuật của tôi. Anh Long, ok, cho em xuống toilet nha, em sửa sang lại mặt 5 phút thôi anh. Không được, 2 phút thôi. Dạ, cảm ơn anh. Này, xem ra các cô có vẻ không ưa cô ấy, nhưng mà phải thừa nhận là thân hình cô ấy khá chuẩn đấy. Chuẩn gì anh ơi, toàn là silicone thôi đó. Thiệt đó, không tin, anh thử kiểm tra mà xem. Dạ alo, ông xã hả? Em hả? Em đang chuẩn bị diễn nè. Đang trang điểm. Nói nghe nè, thôi để lát em nói chuyện với anh sau nha. Được chưa? Bye. Em xin phép hai chị em đi toilet. Cứ một lần mà tôi nhìn thấy con nhỏ đó là máu tôi nó chạy lên chạy xuống vậy đó. Thì kệ nó đi, cứ coi như là nó không có mặt trên cõi đời này đi. Bà hay quá ha, bà thử bà là tôi đi, bà có muốn xé xác nó ra không? Bà phải bình tĩnh, nó muốn chơi cho bà suy sụp tinh thần, thậm chí là bị đuổi việc luôn. Đừng có bị trúng bẫy của nó, muốn chơi nó là phải dùng cái đầu nè chứ đừng có dùng móng tay, hiểu chưa? Mình phải đối thoại chứ đừng có đối đầu. Tôi sẽ nói chuyện được với nó, với điều kiện trước tiên tôi phải treo nó lên, tôi xé xác nó ra cái đã tôi mới bình tĩnh được. Bà ngu quá, bà phải tỏ ra là bà một người thông minh chín chắn hơn nó nhiều. Tôi á, đương nhiên bà là một phụ nữ thông minh, kinh nghiệm. Là một người phụ nữ phải tỏ ra là phong cách đẳng cấp. Là một phụ nữ sang trọng, quý phái, lịch sự. Còn nó là một kẻ cướp ngu xuẩn, dốt nát, vô học. Đó, mình phải dùng những từ thông minh, càng khó hiểu càng tốt. Khó hiểu đến nỗi bà không hiểu được luôn. Tôi nói vậy bà hiểu không? Không. Đó, không hiểu mới là khó hiểu đó. Đó, nó thấy kiến thức của bà bao la quá đi, nó mới sợ, nó tự nó rút lui. Nè, một lát nó từ trong toilet ra đó, bà tấn công nó liền cho tôi nghe chưa? Thảo My, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ. Dạ em sẵn sàng thôi. Mà bây giờ mình nói chuyện gì hả chị? Cô muốn biết là nói chuyện gì chứ gì? Được thôi. Tôi nghĩ là giữa tôi và cô sẽ có một thỏa thuận. Thỏa thuận của những người văn minh, hiểu biết, lịch sự. Cô có thấy là giữa tôi và cô không thể nào cùng hít thở chung một bầu không khí được không? Không thể nào cùng tắm chung một dòng sông. Có nghĩa là phải có một người ra đi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cô đó. Cô hiểu không? Cô không hiểu à? Dạ không chị ơi. Sẵn hôm nay em định hỏi chị luôn. Em làm điều gì vậy chị Sâm? Từ khi vô công ty tới giờ chị luôn làm khó làm dễ em vậy. Chị nói đi. Em gian chị, thật ra em tới công ty này chỉ muốn là có việc làm thôi. Em xin chị, chị đừng cứ cự cãi như vậy hoài. Mọi người nhìn vô em thì như thế nào hả chị Sâm? Cô làm cái trò gì vậy hả? Em xin chị đó. Này cô kia, cô giở cái trò gì thế hả? Bỏ ngay cái trò ma cũ bắt nạt ma mới đi nhá. Lấy đâu ra cái thói đầu đường xó chợ thế hả? Đây là người của tôi, rõ chưa?
Không khóc nữa em, vui lên. Ngẩng cao đầu lên nhá. Em hãy xả những bước chân thật là dài và thẳng băng và trình diễn những bộ thời trang mà tôi thiết kế cho tất cả gã đàn ông hèn hạ chố mắt ra mà nhìn. Thế thôi, tươi tắn lên em. Tôi nói cô 1000 lần rồi, cái công ty này không bao giờ chấp nhận cái thói côn đồ du côn của cô. Rõ chưa? Bỏ cái trò bạo động đi. Nhưng mà tôi đã làm cái gì cô ta đâu. Thôi còn không nữa à? Những gì cô làm còn chưa quá đủ sao? Hay là những chuyện cô thường xuyên làm thì luôn luôn khủng khiếp và dễ sợ hơn? Đó, vì cô với công ty này chuẩn bị biến thành cái chợ tới nơi rồi đó, cô thấy chưa? Ôi, tội nghiệp. Phải làm gì cho con nhỏ chứ nó khóc sưng cả mắt rồi kia kìa. Đi đi em. Dạ, em cảm ơn anh chị. Đi, thật đi, ra đi. Em chỉ bị tổn thương chút xíu thôi. Tổn thương hay chảy xước cũng cứ đi, quên chuyện đi. Cái gì? Cho em hỏi cái này. Này, sao lại chuẩn bị ra bộ sưu tập mới à? Không ra bộ mới, công ty này giải thể, rõ chưa? Sập tiệm. Này, tôi nói cô biết trước nhé. Có một thông tin, chỉ nói một mình cô thôi, không được nói với ai hết nhá. Có biết giữ cái mồm không? Biết. Bộ sưu tập trước nhá, thất bại rồi, hàng không bán được, ế chẳng ế chơi ra hàng núi như ngày này. Rõ chưa? Có cái mồm phải giữ lấy cái mồm. Cái mồm ấy, cái mồm này để ăn cơm. Ăn cơm, cái mồm ăn cơm, chứ không phải cái mồm ăn nói bậy, nói bạ, cái mồm như cái miệng ấy. Này, nhấp nhổm cái gì thế hả? Hay là anh để quên cái gì ở trong ấy? Cái gì là cái gì? Tôi nói anh nghe nhá, một người đàn ông chân chính thì không thể không nhấp nhổm khi cách mình có vài mét có những cô gái đẹp đến như thế. Anh có cảm giác đó không? Không. Ôi dồi ôi, thằng cha này mất trí rồi nhá. Mất trí toàn phần. Anh này, sao hôm nay chỉ có mỗi chúng ta thế? Ý em là từ trước đến giờ mỗi khi công ty cho ra mắt bộ sưu tập mới thì bao giờ cũng có đủ mặt hội đồng quản trị mà. Trước đây là như vậy, còn bây giờ thì không lẽ là mời ba mẹ anh từ Pháp trở về đây chỉ để duyệt bộ mẫu mã, rất là lãng phí. Thế còn anh Đăng Dương với chị Huyền Thư thì sao? Em quên là chúng ta đã thỏa thuận với hội đồng quản trị là mình sẽ tự giải quyết tất cả công việc. Họ đến đây chất vấn đủ điều mà chúng ta đang chạy đua với thời gian, tiết kiệm thời gian từng giây từng phút. Nhưng em thấy thì sớm muộn gì anh Đăng Dương cũng sẽ biết. Biết chúng ta sắp cho ra bộ sưu tập mới, thế mà lại không mời anh ấy sẽ khó chịu. Rồi em nghĩ là anh ấy sẽ nghi ngờ và mọi chuyện sẽ xấu hơn đấy. Ừ, em nói đúng á. Đăng Dương lúc nào cũng nghi ngờ và muốn mọi chuyện xấu hơn. Cho nên việc gì mình phải cho anh ta biết mọi chuyện mình làm. Hùng Long ơi, bắt đầu đi. Cái gì? Cô nói sao? Bị thất bại à? Thế bây giờ đang trình diễn bộ sưu tập mới à? Vâng, theo như em biết thì bộ sưu tập trước hoàn toàn thất bại. Và đó là lý do tại sao anh An Đông cho ra đời bộ sưu tập mới này ạ. Thế bây giờ Hùng Long đang trình diễn bộ sưu tập mới cho họ xem à? Dạ vâng, cũng vừa mới đây thôi anh ạ. Được, tôi qua đó ngay. Nếu như anh tới, em mong anh đừng hé răng cho mọi người biết rằng em nói cho anh nghe có được không ạ? Phương Trinh, cô nghĩ tôi là thằng ngu chắc? Dạ không, không, em không nghĩ vậy đâu. Đây là một bộ sưu tập rất là đẹp. Cô hãy xoay người lại. Không hề có một sợi tổng hợp nào hết. An Đông, anh nhìn cho kỹ. Chất liệu này là tuyệt vời. Không cần phải nói tới chất liệu nữa đâu. Tôi hứa với anh là tôi mua cho anh chất liệu tốt nhất trên thị trường rồi. Còn chiếc thắt lưng này, ánh bạc là tôi thêm vào cho tăng thêm vẻ đẹp đấy. Ok, tất cả mọi việc đều tốt. Nhưng mà cái thắt lưng ấy, tôi sợ giá thành nó sẽ đội lên. À, cái kẻ đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành này, đã bao giờ anh thấy vấn đề kinh tế đều đặt nâng tầm lên ngang với là nghệ thuật chưa? Chị Tâm ơi. Dạ. Cái đơn xin nghỉ việc của tôi đâu? Tôi đang sửa bộ đồ này nè. Anh bỏ đâu tôi đâu có biết, anh tự tìm đi. Dẹp bỏ tất cả những cái đó đi, ném nó sọt rác ấy. Tôi không ở đây nữa đâu. Thôi đừng diễn trò nữa, tiếp tục công việc đi. Con gà mái này, đi vào trong kia thay đồ. Chị Tâm. Dạ. Gọi Thảo My ra đây. Thảo My ơi, ra đi em. Cái này thì quá đẹp rồi đúng không? Bộ này quá đẹp, cũng 100% tự nhiên nhé. Tôi đã dùng chất liệu tốt nhất để tăng vẻ đẹp của người phụ nữ và đặc biệt là cơ thể.
Sao Mai Lan, cô thích bộ này chứ? Cho em gặp đi. Này, hứa với em là anh không để cho cô ta trình diễn nhé. Cùng lắm chỉ dùng để lấy số đo thôi, được không? Ủa, cô sao thế nhỉ? Không thấy đây là một thân hình cực đẹp à? À, đặc biệt là đôi mắt kìa, rất là buồn, rất là tội nghiệp, đúng không? Nhìn sâu thẳm vào mà xem. Cô ngắm nhìn mà xem, không thấy tội nghiệp à? Này còn mang tiếng là giật chồng người khác đấy. Hùng Long ơi, anh si mê cô ta từ lúc nào đấy hả? Tôi á? Ô, tôi si mê á? Tôi có khả năng này á? Tôi thề luôn á, tôi thề là tôi chưa có làm gì tới nó hết trơn á. Tình hỏi bà Thanh coi, tôi đang cố hết sức bình tĩnh để nói chuyện với nó một cách coi như là lịch sự nhất. Tự nhiên nó khóc bù lu bù lo lên nè, coi giống điên không? Không điên đâu chị ơi, con này rất chuyên nghiệp, rất giỏi ở đằng khác ấy. Chị Tâm nhận xét về nó vậy mà lại đúng á. Em thấy là nó sẽ trụ lại được ở đây vì nó có cái đầu. Nó gian xảo hơn là tụi mình nghĩ nhiều. Bây giờ phải tìm cách nào đi chứ, chứ chẳng lẽ để thua nó hả? Dân, em ráng em kiếm thông tin của nó cho chị nha. Thôi được rồi, yên tâm đi, trưa nay em sẽ moi ra rồi tụi mình cùng nhau tính kế. Này, các cô lại tụ tập trong này nhiều chuyện đấy à? Tôi khuyên một câu chân thành nhá, nên rời bàn làm việc vào trong toilet nữ thì hay hơn đấy. Còn cô Hương, cô thì phải rời vào toilet nam. Cô nhớ là phải lai vãng lại đây để đám bạn của cô có thể dạy cho cô cách nào quyến rũ đàn ông rẻ nhất và tiện nhất nhá. Ôi, đỏ phải không? Sao anh đừng làm vậy, coi chừng mắc bẫy cô ta đó. Coi chừng mắc mưu con rắn độc đó. Này, hình như tứ chi của cô phát triển hơn cái đầu ấy nhỉ? Sẵn sàng, cho nó đập đi. Thôi, đừng có đụng nó dơ tay. Nó là loại virus H5N1. Tới gần nó hả, phải bịt khẩu trang, bận áo bảo hộ. Người nó kìa, độn toàn là silicon, vẽ rách ở trỏng không á. Chỗ nào cũng dùng tới dao kéo. Này, bây giờ các cô lại ganh tị với cái sắc đẹp tự nhiên của tôi rồi phải không? Nói cho các cô biết nhá, nếu như tôi muốn đi tới viện thẩm mỹ thì tôi có thể đi tới bất kỳ chỗ nào tôi muốn, vì tôi có tiền. Còn các cô, đừng có hòng để bén mảng tới đó. Mà tôi đố ông bác sĩ nào dám nhận thẩm mỹ cho các cô đấy. Làm sao mà có thể biến một con chó trở thành con hổ được chứ hả trời. Đã nghèo thì đi chung với hèn, xấu tính, xấu cả nết. Thấy chưa, nó tìm cơ hội để mà nó la làng lên đó. Giống như cái con nhỏ mà giật chồng của bà Sâm đó, còn đánh gục bà Sâm nữa. Bà Thanh, bà có đem theo bộ đồ giống nó không? Có. Bà Thanh, bà thay đồ luôn đi. Trời, tôi thay lẹ lắm. Gặp nhau bữa trưa nha. Họ vẫn đang xem bộ sưu tập mới hả? Dạ vâng, họ đang trong phòng trình diễn đó. Cô mặc bộ này đẹp đấy. Dạ, bộ này của Gucci đấy anh ạ. Nó gợi cảm khiến người ta muốn cởi bỏ từng tí một. Thôi, gặp lại cô sau. Chị Sam ơi, xong chưa? Đây là nhà cô đấy à? Xin lỗi anh ạ. Không sao, may là cái giọng của cô khá hơn ngoại hình. Chị Sam, chị có biết anh Đăng Dương đến đây làm gì không? Chị đâu có biết. Thôi bà đi đi. Trời ơi, đây là một sự lựa chọn, một sự phối hợp rất là hoàn hảo. Bởi khi sự trung tính của bộ sưu tập với lại ý tưởng sáng tạo của nhà thiết kế. Thông thường thì cái gam màu nhẹ sẽ rất phù hợp để mặc vào buổi tối. Còn gam màu đậm hơn một chút thì sẽ rất phù hợp ở ban ngày. Xin chào tất cả mọi người. Hình như tôi đang làm phiền mọi người à? Anh Đăng Dương, anh làm gì ở đây vậy? Xin lỗi, đây có phải SPPT không? Vậy mà tôi lại cứ tưởng là tôi vào nhầm. Nếu đúng là SPPT thì tốt rồi. Tôi có một số cổ phần ở đây và tôi cũng là thành viên của ban quản trị, cho nên tôi đến xem tình hình kinh doanh như thế nào. An Đông, trông anh có vẻ sợ hãi thế. Gặp anh tự nhiên tôi sợ. Anh tới đây có chuyện gì không? À, vì chẳng có ai quan tâm và gửi cho tôi bản báo cáo kinh doanh của bộ sưu tập trước,
nên tôi chủ động tới đây để xem việc kinh doanh như thế nào. Anh Hồng Long ơi, mẫu cuối cùng tôi đã chuẩn bị. Biết rồi, đi vào đi. Chị gọi Thảo Mít ra đây. Chào Đăng Dương. Chào bác Tâm, dạ. Bác có khỏe không? Dạ cảm ơn anh, tôi cũng khỏe. Xin phép. Hình như bác đang cho chuẩn bị trình diễn bộ sưu tập mới đấy à? Dạ đúng rồi. Này này này, anh đang làm phiền tất cả chúng tôi đấy. Tôi làm phiền? Có chuyện gì xảy ra ở đây đấy? Mọi việc thay đổi từ bao giờ vậy? Trước đây họ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị để cho ra quyết định bộ sưu tập mới. Và bây giờ tôi đến xem tình hình kinh doanh, hóa ra tôi lại là kẻ làm phiền. Đúng rồi, anh đang làm phiền tôi. Làm ơn anh ngồi xuống đi, và trật tự được không? Ngồi xuống đi anh. Vậy ai trả lời cho tôi biết tại sao cho ra đời bộ sưu tập mới này được không? Để tiếp tục sự tăng trưởng của công ty. Không phải chỉ có bộ sưu tập này không thôi đâu, mà sẽ còn tiếp tục nhiều bộ sưu tập khác nữa. Sự tăng trưởng như thế nào? Tốt. Ồ, hay quá. Vậy mà tôi lại cứ tưởng là bộ sưu tập trước hoàn toàn thất bại, cho nên anh nhanh chóng cho ra đời bộ sưu tập mới nhằm cứu nguy cơ đấy. Tốt thôi. Tôi cũng không muốn làm phiền mọi người đâu. Nhưng tôi muốn có bản báo cáo kinh doanh ngay bây giờ. An Đông, anh có thể chuyển nó cho tôi được không? Tôi gửi cho anh sao? Được. Tôi chờ anh. Anh về nhé. Thấy chưa? Em đã nói với anh rồi mà. Có ai đó báo cho anh ta biết? Không, em nghĩ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trùng hợp ngẫu nhiên à? Em tin như vậy à? Sao? Tiếp tục được không nào? Tiếp tục đi, không có gì thay đổi hết. Cô gì ơi? Xin lỗi. Vâng, chào anh ạ. Cô ở đây là tôi yên tâm rồi. Tôi có thể giúp gì được anh không ạ? Tôi muốn cô cho tôi xem bản báo cáo kinh doanh của bộ sưu tập hiện đang bán trên thị trường. Gì mà nhìn tôi ghê thế? Tôi biết là trong máy của cô có đầy đủ tất cả mọi thông tin này. Vâng, tất nhiên ạ. Nhưng mà xin lỗi anh, là anh đã hỏi tổng giám đốc An Đông chưa ạ? Cái gì? Tôi mà phải xin phép An Đông á? Cô nói lại xem nào. Cô có bị mất trí không đấy? Cô có nhớ tôi là ai không? Nếu nhớ thì cô nên biết rằng tôi có quyền đến đây bất kỳ lúc nào và xem bất kỳ thứ gì có liên quan đến công việc kinh doanh mà tôi có đóng góp cổ phần. Cô hiểu chưa? Thưa anh, tôi hiểu ạ. Nhưng mà tôi nhớ rất rõ là lệnh của anh An Đông là nếu như chưa có sự đồng ý của anh ấy thì... Thưa anh, tôi không thể đưa bất cứ tài liệu nào cho anh được. Với tư cách một thành viên của hội đồng quản trị, tôi yêu cầu cô chấp hành lệnh của tôi. À, vậy thì anh có thể cho phép không ạ? Tôi sẽ gọi điện cho anh An Đông ở phòng trình diễn ạ. Tôi nghĩ là không có phiền hà gì. Cô cố tình chống lệnh của tôi? Không dám đâu anh ạ. Dù sao anh An Đông cũng là sếp trực tiếp của tôi mà. Được, tôi hiểu rồi. Cô ngồi xuống đi. Vâng ạ. Vậy cô hãy nói cho tôi biết tình hình kinh doanh cũng như doanh thu của bộ sưu tập đó. Tôi biết cô không chỉ là một phụ nữ có học mà cô còn là người xử lý thông tin rất giỏi. Tôi lắng nghe cô đây. Vậy thì anh nghe đây. Người phụ nữ có học từ chối lời đề nghị của anh bởi vì cô ta được thuê, bởi vì cô ta là người phụ nữ chứ không phải người xử lý thông tin ạ. Được lắm. Đối với tôi, đây là hành động cố tình che giấu thông tin và càng chứng tỏ rằng bộ sưu tập hoàn toàn thất bại. Công ty đã mất rất nhiều tiền. Tôi và cô đều hiểu rằng An Đông không cho phép được tiêu tốn thêm tiền nữa. Vì như vậy anh ta sẽ không hoàn thành mục tiêu đề ra và tất nhiên sẽ phải từ chức tổng giám đốc. Có đúng không? Vâng ạ. Cô Hiền Diệu này, cô đang có một tương lai rất sáng sủa tại công ty này. Và theo tôi hiểu thì cô vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây. Có đúng không cô Hiền Diệu? Vâng ạ, thưa anh. Vậy thì đã đến lúc cô cần đưa ra một quyết định sáng suốt là nên phục tùng ai.
không cần nhiều trí thông minh lắm cũng có thể hiểu được rằng An Đông sẽ phải từ chức tổng giám đốc và tôi sẽ ngồi vào vị trí đó. Tôi cần một người có giá như cô. Vì vậy, để đảm bảo cho tương lai của cô và vị trí của cô tại công ty này, cũng như giữ gìn sự quý mến và tôn trọng của tôi đối với cô hãy cung cấp thông tin cho tôi, được chứ? Cảm ơn lòng tốt của anh ạ. Nhưng tôi tin anh An Đông sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Hóa ra cô không thông minh như tôi tưởng. Cô chỉ là quan tếu thôi. Tôi chỉ trung thành hơn là thông minh ạ. Cô sẽ sụp đổ cùng An Đông bởi suy nghĩ đó. Và cô sẽ tự hủy hoại sự nghiệp cũng như tương lai của mình. Khi An Đông ra đi, cô sẽ phải đi theo anh ta. Và sự trung thành của cô sẽ làm hại cô đấy. Thưa anh, việc đó tôi biết và tôi chấp nhận điều đó. Vì anh An Đông thuê tôi không phải là vì đảm bảo lời hứa về sự nghiệp của tôi ở trong công ty này. Anh ấy thuê tôi vì cần sự phục vụ và tôi đã đảm bảo điều ấy. Cô Hiền Diệu này, cô có thể cho tôi hỏi một câu được không? Về gì ạ? Cô có bạn trai không? Chưa, nhưng anh hỏi điều đó để làm gì? Điều đó giải thích tại sao mà cô không hiểu gì về lòng trung thành, cũng như cô không biết gì về sự trung thực. Đó là điều đang thiếu ở đây, tại căn phòng này. Một thứ xa xỉ. Sao trông mặt anh căng thẳng thế? Anh không thích bộ sưu tập à? Em thấy mọi chuyện vẫn rất tốt mà. Có, anh rất thích. Em là người chịu trách nhiệm giám sát bộ sưu tập, xem coi là nó có hấp dẫn với công chúng hay không. Hùng Lâm muốn chất liệu tốt nhất thị trường, bằng mọi giá anh phải tìm ra nó. Chào anh Đăng Dương. Anh vô phòng tôi có chuyện gì không vậy? Anh không đoán được tôi vừa làm gì đâu. Tôi vừa tán tỉnh cô trợ lý xinh đẹp của anh đấy. Sợ à? Thực ra tôi muốn xem lại màu sơn của căn phòng này và cả nội thất nữa. Chắc chắn là tôi sẽ sửa lại toàn bộ khi tôi ngồi vào đây và nhận chức tổng giám đốc. Anh lo hơi xa đó. Anh biết là năm đó anh bao nhiêu tuổi không? Ít nhất chắc 70 à. Lúc đó tôi nghĩ anh giải trí đi, đi du lịch đi, vui vẻ với con cháu đi, an nhàn tấm thân đi, chi cực khổ vậy hả? Anh nên dành những lo lắng đó cho ba An Thi thì hơn là lo cho tôi. Bởi vì khi bác ấy biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở đây, chắc chắn đó sẽ là một cú sốc rất nặng. Không hiểu bác ấy có vượt qua nổi không. Nè, anh định giở trò gì với ba tôi hả? Cái mà tôi đang định nói đến là sự thất bại của sưu tập và hàng chục tỷ đồng bị lãng phí kia. Tôi không cần chờ đợi bản báo cáo kinh doanh của anh, mà chỉ cần một cú điện thoại đến bất kỳ một trong những cửa hàng trên thị trường có hợp tác với SPPT là tôi sẽ biết ngay. Bộ sưu tập của các anh vội vã tung ra thị trường, toàn là đồ rẻ rách. Anh nói cẩn thận Đăng Dương nhé. Đừng có mơ vào tất cả như thế nhé. Chất liệu là rẻ rách, là rác rưởi, nhưng thiết kế là xuất sắc, là tuyệt vời, là trên cả tuyệt vời. Vậy mà tôi, đường đường là một cổ đông quan trọng, lại không được quyền biết về tình hình kinh doanh của công ty hay sao? Anh sẽ được biết vào kỳ họp tháng 9. Anh hiểu chưa? Tôi e tới lúc đó thì SPPT đã giải thể xong rồi. Tôi biết công việc tôi làm và tôi cần phải làm gì, anh hiểu chưa? Còn bây giờ thì đừng có gây rối cho tôi. Anh Đăng Dương, anh An Đông nói đúng đấy. Anh chờ kết quả trong cuộc họp tháng 9 sắp tới cũng được mà. Còn em nữa, tương lai của em đang đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ đấy. Cô em gái ạ, cần phải tổ chức họp trước tháng 9. Anh à, An Đông đang làm tất cả những việc có thể cho bộ sưu tập này và em cũng sẽ là người giám sát tất cả. Em không phải là một con ngốc. Anh để yên cho hai bác An Thi đi. Chúng em tin là với bộ sưu tập này, chúng em sẽ lấy lại được tất cả những gì đã mất trong bộ sưu tập lần trước. Nói dễ nghe thế. Em bị nhiễm thói là quan tếu của hắn ta từ bao giờ vậy? An Đông, tôi nói cho anh nghe nhé. Rồi bộ sưu tập lần này của anh cũng sẽ thất bại thảm hại và anh sẽ không hoàn thành mục tiêu đề ra. Như vậy tốt hơn hết là anh hãy thông báo cho tất cả các nhân viên ở đây biết rằng người thay thế vị trí tổng giám đốc là ai, kẻo anh không kịp từ biệt họ đâu. Chào.
Hai cô là chị em sinh đôi đấy à? Hay là rủ nhau đi mua quần áo cùng một tiệm? Cô mua bộ này ở đâu vậy hả? Tôi mua ở cửa hàng giảm giá. Anh Đăng Dương à, em nói thật á, em rất khó chịu khi khoác lên người mình. Chẳng khác nào như mấy con cà ve rẻ tiền. Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Em mặc xong rồi em cho mấy con ô xin nó đem về quê nó mặc. À ra thế. Cô, tôi nói cho cô biết nhá, đừng có thấy người ta mặc đồ hiệu rồi cũng tận tần mặc đồ hiệu theo. Nhưng mà mua phải cái đồ thứ phẩm rẻ tiền. Lần sau á, muốn đi mua nhớ nói tôi chỉ có đi mua nhá. Tại sao tự phun nước bọt vào mặt mình chứ? Tôi sẽ đưa địa chỉ cho cô tới đó mà xem. Phù hợp cho những kẻ chân diện nhưng lại mắc bệnh trái túi kinh niên. Cô, Đăng Dương vô đây chi vậy em? Anh ta bảo em đưa bản báo cáo kinh doanh ạ. Hoặc là thông báo tình hình công ty khi bộ sưu tập tung ra bán ạ. Em làm sao? Tất nhiên là không ạ. Dù anh ta có bẻ răng em thì em cũng không tiết lộ bất cứ thông tin gì. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Em nói với chị Tâm ngày mai họp nha, để xem xét giá cả bộ sưu tập mới. Vâng ạ. Đi ăn với tụi chị không? Có chứ, nhưng mà phải chờ chị Tâm cái đã. Chị nè, chờ gì? Chị ơi, anh An Đông bảo ngày mai họp để xem xét lại giá cả bộ sưu tập đấy. Được thôi, ăn cơm trưa đi rồi tính. Ừ. Dân đâu rồi? Zenda đây. Ê, có đem theo bộ bài không? Có. Muốn cái bài hả? Sao nhìn chầm chầm vậy? Dịu, nhờ Dân coi giùm đi. Chuyện mà ông Đăng Dương đe dọa đó coi có trở thành hiện thực hay không. Ừ. Sẵn coi cho FBBT của mình nè, giận mạng như thế nào luôn. Tụi mình đủ người chưa? Con Sang. Ủa, con Sang, Sang ơi, Sang. Sang ơi. Đi, 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 đi. Khi hắn bước vào tôi thực sự bất ngờ, nên không còn tâm trạng để ý tới những cái mẫu cuối của Hùng Long nữa. Tôi không nghĩ tình huống nó xảy ra. Tôi cá với anh luôn á, tất cả những việc đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có ai đó đã mật báo cho Đăng Dương được biết. Không biết tôi nghi ai không? Con đỉa đeo bám tôi chứ gì. Hãy vô hiệu quá cô ấy. Những ngày khó khăn nhất với cương vị là tổng giám đốc đang đè nặng trên vai tôi, tôi không dễ dàng chấp nhận được cô ta. Luôn luôn giám sát tôi rồi báo lại cho Đăng Dương biết tất cả những gì tôi làm. Thế đi thế nào? Hãy dùng vũ khí quy diệt của anh để đốt cháy cô ta. Vì sự tồn vong của chúng ta, hãy làm điều đó. Thưa tổng giám đốc, hình như anh chọn tôi làm phó chỉ để tiêu diệt những đám đối thủ và người chống chọi anh thuộc về giới đàn bà thì phải. Cuối tháng chắc tôi đi tầm bộ. Diệu nè, những ngày sắp tới của Diệu á, Diệu gặp rất là nhiều khó khăn. Nó rắc rối lắm. Mà nó lại mang tính chất quyết định nữa. Là cuộc sống riêng tư hay là công việc hả chị? Giải thích sao ta? Thế là cuộc sống riêng tư với lại công việc của Diệu á, hai cái điều này nó có một mối liên hệ mật thiết với nhau, như là một vậy đó. Hiểu không? Tức là sẽ có một cái sự thay đổi lớn, rất lớn, mà rắc rối cũng lớn lắm. Nhưng đừng có lo, kết thúc của nó lại có hậu. Chị Vân, em thấy thôi chị nói đại cho Huyền Diệu biết luôn đi, để cứ nghi ngờ hoài mệt quá. Mà lần trước chị cũng đã nói với Huyền Diệu là nó sẽ gặp một người đàn ông có thể thay đổi cuộc đời, mà cuối cùng không có xảy ra chuyện gì đâu. À, trừ việc là Ninh Lâm đã cầu hôn Huyền Diệu và đặt cọc cả đống tiền vào ngân hàng. Không, mấy bà nè, nghe nè, ở trong quân bài này nó nói á, là sắp tới á, sẽ có những cái sự thay đổi cực kỳ lớn. Nó rắc rối, nó khó khăn, nó phức tạp, nó lung tung hết á. Nhưng mà đừng có lo, bởi vì kết thúc của nó là vui vẻ mà có hậu lắm. Yên tâm đi, ở đây thì nó lộn xộn mịt mù lắm, chưa có chỉ ra được điều gì chính xác hết. Nhưng mà có một điều á, mà Vân dám khẳng định với Diệu, tức là sẽ có những sắc cầu vồng lấp lánh hiện lên khi mà trời quang mây tạnh. Từ từ đi, tôi không có hiểu. Không lẽ là sẽ có chuyện gì xảy ra với SBBT? Không lẽ
những thay đổi trong cuộc sống riêng tư cũng như là công việc của Huyền Diệu lại có tác động đến SGBT. Cái gì vậy? Em ơi, cho chị ly này nha. Cái ly này nè, béo béo á. Nói nghe nè, cuộc sống Huyền Diệu đâu có ảnh hưởng liên quan gì tới cái công ty này đâu. Lại thêm một người đàn ông nào xuất hiện nữa chứ. Mối tình gì kỳ vậy? Nếu như đó anh ta ở trong FPT á thì cũng có thể lắm. Không có chuyện đó đâu. Em không có bạn trai đâu mà. Thật đó Hương ha. Em chỉ hỏi về cuộc sống riêng tư này, công việc, chứ em đâu có hỏi về tình cảm đâu. Mà mọi việc đều rõ ràng rồi, không có gì phải bàn nữa. Rõ làm sao? Nói cho mọi người nghe đi. Vì khi tớ sinh ra thì đã rõ ràng như vậy rồi. Tớ sẽ là một bà cô không chồng. Cái gì mà bi quan như vậy? Nghe nè, cuộc sống riêng tư của Diệu á sẽ có sự thay đổi cực kỳ lớn. Cực kỳ lớn. Nghe chưa? Đó là một cái bước nhảy vọt rất đáng kể mà Diệu không có thể ngờ được. Nếu mà trong cuộc sống Diệu á, Diệu ước một điều gì đó thì sẽ có rất nhiều điều đến với Diệu. Ê, vậy thì ước là sẽ chinh phục được thằng Trá đi, cho thằng Trá đáng đời. Nè, ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ thôi, làm sao mà biết trước được. Ước mơ của bọn đàn bà sẽ là ác mộng của lũ đàn ông. Vậy nè bà Sâm, tôi nói bà nghe này nè. Dân dân, coi cái công việc với lại cái người đàn ông luôn đi, cho Huyền Diệu đi. Để lên cái người đàn ông đó đó. Ê, Ninh Lâm hả? Trời ơi. Không phải đâu. Ninh Lâm không phải là bạn trai của em, chỉ là bạn học cùng thời đại học thôi. Có lẽ là Ninh Lâm hiện trong quân bài đó là tại vì em đang giúp Ninh Lâm thành lập một công ty. Sao rồi? Công việc tới đâu rồi? Tốt lắm Mắt Đơn ơi. Con đã ghi vào sổ sách kế toán của công ty tất cả những gì mà bác yêu cầu. Tốt, làm việc có hiệu quả. Nè, hai bác cháu nghỉ tay một tí đi. Nè, tớn vừa ăn rồi. Nè, dẹp bàn đi, tôi dọn đồ ăn ra đi. Chưa ăn được đâu. Bác cháu tôi vừa mới bắt đầu là làm sổ sách kế toán cho công ty Vidabot thôi. Ăn uống cái gì? Bà thấy đang cần cái bàn này à? Trời ơi, ông Tịnh mà biện cái căn nhà này thành văn phòng công ty luôn à? Ừ đó. Bà muốn ăn á, dọn ra phòng khách bà ăn trước mình đi. Trời ơi. Bác Đơn ơi. Chi? Con muốn mượn bác một ít tiền có được. Mượn tiền à? Làm chi mà có. Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu. Dẫu luôn là có nhau, tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào? Thì yêu thế nào? Thì yêu làm sao? Giống như là hai vì sao?